Rồi, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay như anh tiêu đề thì Minh đem đến cho anh em một chiếc xe rất là rẻ, 200 phân khối, xe mới, xe lướt luôn. Mình để anh em 52 triệu chơi thôi nha anh em, 52 triệu cho một chiếc xe lướt. Xe này mua trải nghiệm chơi rẻ như con ẹt đó, thì mua trải nghiệm chơi. Rồi bây giờ mình sẽ vào mình review chi tiết con xe nó. Tên của em nó chính là GBS Demon 200R Sport Bike nha anh em. Rồi, mời anh em chiêm ngưỡng con xe. Rồi, thì em này á có tên gọi là GBS Demon 200R. Em này mua mới thì 70 mấy triệu á. Đối với biển số thành phố, em này là biển số thành phố nè. Để mình đọc biển số cho anh em nghe, 59A33693. Đây, con này lên biển số đúc gầm, đuôi zin còn. Mình mới vừa lấy về luôn anh em. Con này lấy về cho anh em trải nghiệm chơi. Cái đuôi zin đó nè, chủ bọc lại nè. Mình chưa dẹp, mình quay luôn cho anh em. Tại xe rất là mới. Thì con xe này mình review cho anh em nó sẽ có những gì. Mình đi vào con xe này trước rồi mình sẽ đi vào dàn xe của mình ha. Rồi, thì thiết kế rất là độc lạ. Mình mở cái đèn lên cho anh em xem. Rất là độc lạ và không có đụng hàng. Rồi, tiếp theo kính chắn gió. Nó như là kính chắn gió độ sẵn luôn rồi. Mình không cần làm gì hết, nhìn rất là ngầu. Con này để cho anh em coi, odo là 2000 cây. Mới rô đai xong nha anh em. Xe đẹp mình mới thu. Đây, quay cho anh em chi tiết cái đồng hồ. Rất là đẹp. Đồng hồ hiển thị nè, giờ nè, rồi báo số nè, đó báo đèn nè, tùm lum hết. Rồi, cái phần ghi đông này nè, mình thấy nó giống như là KTM, kể cả chìa khóa luôn. Thì xe này nó rất là mới, rất là mới, nhìn nó giống Nana KTM đó, rất là mới ha. Mọi thứ đều mới, tại xe mới đô đai xong mình mới mua anh em. Đó, giá chỉ 52 triệu cho anh em tập chơi, biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Xe mới thì anh em nhìn vô chắc xe là biết liền. Vỏ nè, chỉ da gai còn đầy đủ nè. Con xe này có trang bị là phuộc SIDA. Bên mình gọi SIDA là hay gọi là upside down á anh em. Upside down. Đó, phuộc upside down rất là đẹp ha. Đó. Rồi, phanh đĩa. Nè anh em, siêu từ nhà máy còn. Con này còn sổ bảo hành luôn nha anh em. Đó. Thì mấy xe này á, đối với những xe Thái Lan. Đây đây, xe Thái Lan thì nó không ngon bằng xe Nhật thôi. Nói thẳng anh em, nó không ngon bằng xe Nhật nhưng mà nó rẻ thôi. Đây, còn tem của Thái nè. Đó. Rồi chưa? Rồi đây, đây là sổ bảo hành. À, còn mới bảo hành lần đầu thôi nha anh em, thay nhất rô đai lần đầu thôi nha. Đây là sổ bảo hành. Đây, xe chính hãng có bảo hành đầy đủ nha anh em. Trong đây có địa chỉ rồi anh em mua bảo hành đây. Mình có cố tình mình để cái yên sau cho anh em coi, mình mở ra cho anh em coi nè. Ốc tán rất mới, tại xe 2000 cây mới rô đai rất là mới. Và xe này có dán keo nguyên con. Xe này chỉ có chày keo thôi. Nói chung anh em dán keo thì mấy cái keo đó chóc chóc nhẹ nhẹ thôi. Còn sơn zin là mới tinh. Đó, với lại chỗ này nó dắt vách tường nè anh em, nó cạ vô mấy cái ghi đông nè, gửi xe nó cạ vô có xíu thôi, xíu thôi. Đó, còn tổng thể xe rất là mới. Em có thể quay ở đây của con ốc, mấy ốc này nè, rất là mới tinh. Rồi để mình kêu người mẫu 1m6 vô. Bi ơi, Bi vô ngồi xe thử. À, vỡ cho anh em coi xin nha. Để 1m6 nè, tính ra là bữa nay nó tăng lên 1cm rồi nha anh em. 1m61. 1m61.
Đó, 1m6, anh quay đi. 1m6 cho anh em coi. Nhón nha anh em, nhón nha, phải mang đôi giày vô mới đẹp nha. Thì con xe này mình thấy đẹp đó anh em. Con này nó tập hợp rất là nhiều dòng lại. Tập hợp những thiết kế đẹp của nhiều dòng á. Đó, mở xi nhan cho anh em coi. Con này có hai giá đó. Có công tắc khẩn cấp nè. Có hai giá luôn nè. Hai giá nè, đó. Càng bóp càng thử coi. Thì giống như xe bình thường thôi. Rồi, có công tắc khẩn cấp giống như ER15. Rồi, cho anh em nghe tiếng máy luôn. Nó lực 200 phân khối nó lực. Nẹt á. Cây bô nó nhìn lạ lắm nha anh em. Những chi tiết là còn rất mới. Đó, anh em coi thấy những chi tiết còn rất là mới và keng. Bi mở xi nhan sao coi, nhìn cái đuôi sao đẹp vậy. Cái đuôi sao hai cái bạ dải led này chạy rất là đẹp nha anh em. Đó. Cái đuôi nó thì anh giống với Su 1000 á. Con này chạy á, bên mình test là được 143 nha anh em. Max speed 143. Nhưng mà mua xe mấy xe này giờ chạy nhanh vậy đâu anh em. Mình test thực tế anh em. Còn những cái clip test thì không có thể đăng lên được nha anh em. Đăng lên thì nó sẽ bị bản quyền. Đây xe thì 2000 cây mới đô đai xong rồi, rất là mới rồi. 52 triệu cho một em 200 phân khối. Đây. Ốc còn keng xà beng luôn nãy. Anh em ơi thấy không? Đó. 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 Thấy chưa? Nhông sinh dĩa là còn mới. Những con này mới thì anh em mua về chạy vivu nha anh em. Nè, xe dán keo nè, anh dán keo nhìn vô sẽ thấy lớp keo. Đó, mấy lớp keo nè. Đây, dán keo nhìn vô sẽ thấy lớp keo. Đó. Rồi, mở bình xăng cho anh em coi. Coi là phải coi cho đầy đủ. Để mình bỏ cái sổ xuống, bướng tay quá. À, thiệt luôn á, review xe. Nó mở ngược lên gì nè anh em. Mình cứ nghĩ nó giống như con R15 á. Mình cứ nghĩ R15 mình mở gì không à. Ai về nó mở ngược gì nè. Nó lộn ngược lại nha anh em. Nó không có giống như con R15. Mình đút vô lại. Nó bị sai chiều á. Chắc bên đó, bên Thái Lan người ta thích đi vậy. Đó, thì nó mở ngược lên gì. Đó, rồi mình đóng lại. Mình nhấn xuống, rồi đóng lại. Xong. À, thì ra nó mở ngược. Còn cái yên này, cái dây này dây mở cớp nè. Thì mấy con xe này phụ tùng thay thế nó cũng giống như xe thường thôi anh em. Nó chả có gì khác biệt. Dễ ồm. Con này bên mình, nếu như anh em mua bên mình có nhận quay đầu rồi. Rồi nhận thay nhớt, rồi bảo trì xe cho anh em luôn. Anh vẫn thích cái đồng hồ đó nha cameraman. Nhìn đẹp lắm nè. Đó, bên đây là báo số nè. Lát nữa em chạy em đạp bên đây sẽ báo số. Báo số mo nè. Nè, báo số nè. Đó, thấy không? Số nè, thấy không? Đẹp không? Nhìn nó hiển thị rất là rõ. Đó, về mo. Báo nhiệt độ nè. Báo km nè. Báo đèn nè. Đầy đủ luôn. Đầy đủ cái báo tủ máy luôn. Nhìn rất là đẹp và xịn sò. Nhìn rất là xịn. Rồi, thì con này không mua mà mua con nào nữa anh em. Rồi, bây giờ tiếp đi vào trong. Đi vào trong. Để mình tắt chìa khóa xe để nó hết bình. Rồi, ok. Thì Bình biết cái xe này phụ tùng nó thay thế cũng giống như mấy xe thường anh em. Y như ẹt thôi, không có gì hết. Mình đang thay nhớt cho cá mập cưng của mình. Thì ở đây mình có con Ninja 400 nè. Đó, con này á là khách gửi bán nha anh em. 101 triệu luôn anh em. Ninja 400. Odo chính chủ. Ồ, chìa khóa em cất rồi hả? À, chìa khóa treo này hả? Odo, để mình đọc Odo cho anh em dễ. Dễ tham khảo. À, quay Odo 21.000. 101 triệu cho một em Ninja 400 nha anh em. Quá là rẻ. Đó. Xe thì hoạt động hoàn hảo, keng xà beng. Không có cái gì hết, thì đương nhiên xe cũ rồi nó phải xước thôi. Bô zin nè. Hình như con này có bô độ nữa. Nếu mà có bô độ thì mình kêu chủ đưa cho anh em nha anh em. Ốc nhớt này lên ốc titan nè. Đó, 101 triệu. Anh em nào thích thì anh bóc cho mình. Rồi CBR 150 nè, 63 triệu.
CBR lướt nè, mấy con này mình quay hết rồi, mình không quay nữa. 65 triệu, nói chung đầy đủ xe. Z900 180 triệu, 184 triệu. Đó, mình đầy đủ xe. Cho anh em coi, rồi bên shop mình đầy đủ. Bảo trì bảo dưỡng đầy đủ luôn. Anh em nào thích thì cứ ghé mình bảo trì bảo dưỡng. Xe biển số này nhìn lạ lạ ha. 33693. Rồi. Đó, xe đó anh em nhìn đi, vỏ nó nè. Thông số vỏ của nó thì cũng như con R15 thôi, 140 70 17. Nhưng mà vỏ của nó mình nhìn cứng cáp hơn con R15 nhiều nha anh em. Con này có thể size lên lớp to khoảng 160, 170 được cũng được. Nhìn rất là đẹp. Chỉ có những cái này mình không thích đó là nhìn dàn sơn của nó rất là thường anh em. Sơn của nó rất là thường. Nói chung nhìn nó đẹp đó, nhưng mà sơn mấy màu này á nó mau chốc, về bữa anh em sơn lại. Mấy màu đồng vậy nè, nó mau chốc. Còn mình thấy những cái này rất cứng cáp rồi, nhông sinh đĩa rất là cứng cáp, vỏ rất là đẹp, giải led nhìn cực kỳ mê luôn, yên nhìn rất là mịn nha anh em, yên mềm lắm, mềm đó. Ngồi ví dụ người 1m7 như mình ngồi là bao đẹp luôn, bao sport đó chạy nè. Con này á, theo mình cảm giác cái tư thế ngồi của nó na ná giống đúc 390, giống đúc 390. Ốc rồi nhìn cũng đẹp đó nha. Con này mình thấy là ốc là đẹp thôi. Những con ốc nhìn nó rất là gia cố, rất là chắc chắn. Những con ốc ren áo nè, nhìn rất là chắc chắn. Đó, chỉ có sơn là sơn nó mình thấy cái sơn mấy cái gác chân là sơn nó không có đẹp thôi. Còn cái này chủ người ta rất kỹ nè, anh em không thích về anh em lột keo nha. Mình lột cho miếng cho anh em coi nè. Đó. Rất là keng. Bao tay còn mới luôn, tại xe mới rô đai xong 2000 cây thì anh em biết rồi. Nó cực kỳ keng. Rồi. Đó, cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Chúc anh em một ngày làm việc thiệt là hiệu quả nha anh em, nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, thành công trong công việc. Con này á, giá tiền này 52 triệu một cái phục ốc xe đao mà 200 phân khối, mà xăng nó không có hao lâu lắm đâu nha anh em nha. Tầm 40 cây một lít thôi à, 40 cây một lít. Cái cây bô này nhìn là lạ ha, bô này móc nghe hay lắm á. Bô này chỉ cần dán một cái tem gì đó thôi á, nhìn nó đẳng cấp liền. Đó, dán một cái tem gì đó thôi là nhìn cái bô đẳng cấp liền. Đó, rồi, nè, coi nè, cục máy nè. Rất là đẹp. Xe mới mà, nhìn rất là đẹp. Đó, cục máy rất là đẹp luôn, mọi thứ đều rất là đẹp. Đó, xe này là nó chỉ xước xước mấy cái gọi là xước mấy cái đề can dán chống chày thôi nha anh em lột ra là như mới luôn, anh em đẹp lột ra như xe mới luôn. Đó. Cái này nó cũng đẹp đó nha anh em, cái bình dầu nó gia cố nhìn góc cạnh đẹp lắm. Rồi, ok anh em ha.